được. C. Đấy. À đây cũng C nhỉ. Đấy làm điều thuốc lại cho nó ấy xong. Vâng. Chú đọc số đi. Cứ mỗi lần đọc số cái cho nó dễ. 0906. 0906. 225. 225. 376. 376. Lần sau mà cũng quên hỏi số thì còn nhớ viết cho xin. Và toàn thì ra đây lại được hút thuốc dạo này thiếu. Có số rồi thì cứ gọi hỏi giá thôi, bây giờ hỏi nó chỉ là tham khảo thôi. Yên tâm là bán rẻ nhất chợ. Để vợ gọi nha. Đấy, thì nó chi tay chuột nhỉ? Tay chuột không? Chi tay chuột. Rất quái. Hai con đều chi tay chuột. Rất quái. Đấy, con này rất hay. Và vài. Đấy, lá chỉ bé thôi rồi, không thể bé hơn nữa. Thịt chậu lâu năm rồi đấy. Sơ bộ giá là bao nhiêu chú? 2 triệu một cái. 2 triệu một cây. Đấy, cái này tôi cũng phết đấy. Con đấy 500. Đấy. Rừng nó. Quần thụ, mini. Đấy. Đấy, alo cho ông tị ngay để được mang về. Hàng xách tay. Đấy, con này lá thì mình bé. Không có thể bé hơn được nữa. Cái gì nhìn ngón tay to gấp mấy cái lá. Siêu bé. Cầm hẳn lên cho nó dễ. Đó. Vặt lại đẹp nào. Sạch sẽ, cây rất sạch sẽ. Đó. Cuối tuần mà nay vắng nhỉ? Ừ, nay còn vắng á. Đẹp quá. Đấy. Thì rất hay. Này cái xì thế này, cây này cũng hay. Cây bé tí cũng hay. Nè, cho tớ bữa kèo cái này. Lại chả lại ra cắt. Cho 5 viên nữa mini. Cũng điền đấy chứ nhỉ? Điền. Điền này. Đủ bông đủ tán rồi. Có số thì cứ hỏi giá, các bác cứ mạnh dạn hỏi, gọi hỏi. Đấy. Để nó sau cho ngồi lên tí rồi đá nhẹ nhẹ. Bán đi. Hải Châu. Bán đi. 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 Bán đ
có giao dịch 350. Toàn lợn chết với cóc chết. 350. 350. Còn này có làm cái cây nào anh? Thì anh mới ấy, đợt anh sửa sang xong mời em vào. Vâng. Đấy hôm trước mới lấy cây trực đấy đấy. Vâng. Ở trong tuần mới là em sang. Tôi qua ngày đấy thì lúc nào em vào? Anh là ở nhà thường xuyên chứ? Không, anh đi làm sáng tối về cơ. À được. Thứ bảy chủ nhật về nhà. À được. Lúc nào vào thì vào thì gọi trước anh về. Ok. Thì hoặc là anh không về thì em và em cứ quay vào. À được. Có người nhà. Bố mẹ anh nhà. À rồi rồi. Nhất trí anh nhá. Có chú thị vào chú quay này liên tục. Cây rồi, đặc siêu không chứng nhận. Đấy. Cây là có thành quả còn gì nữa. Hôm nay đi là cây bán còi lắm. Còi tôi đi tận đấy. Bán hàng về nhạy yêu khải này. Bán rất nhanh. Đấy, bên kia. Đấy. Bán nhà giỏi nhất chợ hôm nay đấy. Kia cũng là bán được cái gì đâu. Cứ cầm tay này thôi. Nhỏ nhẹ này. Con đấy, có tầm 100.000 cây 200 một cây TTTT này này cho sinh viên tặng bạn gái hang này là trong cả nước trong một cái hang nước để trong nhà thoải mái bể ghế đầy đủ thấy toán sống khỏe cây này loại này là cây nhỏ để khay nước để công bàn cho sinh viên cho để trong nhà đem đi chơi tặng bạn gái đủ cả phải ra ngay đầu chợ mua chỗ này mua rất rẻ không nhiều quả này thì hàng to hơn tí rồi nay đi muộn. Vâng, nay được nghỉ thì cứ thoải mái đi ở đến lúc nào. Đấy, đấy sung này. Sung. Mày chán đâu mày kia ngồi uống nhá. Vâng. Chán lô lô thì cả hai chán. À thế à? Bây giờ uống cái gì thôi? Trà đá thôi nhỉ? Ừ. Chán. Được. Và càng hai chai thì cặp uống say. Cặp đôi thật tài. Mỗi ông có một cái nốt ruồi tài lộc ở bên mặt. Tự nhiên có quen nhau đâu mà tự nhiên gặp nhau mà này cũng quen nhau biết nhau thôi. Biết nhau đấy không biết không. Chắc cũng 200% nhỉ đúng không đó. Rồi ra đầu chợ là gặp cũng phải là mua thôi. Đang đinh lăng này bao tiền cây chú? Đinh lăng bao tiền cây? Đinh lăng 400 một cây. Vừa đẹp vừa chơi vừa ngâm rượu. Để sang đây cả. Thôi cảm ơn chú nhá. Đây. Được. Vào cây chất lượng đấy. Cây đấy già. Cây đấy đen. Không tới đây thay cái chậu. Chưa thay chậu em không đăng ký chậu ấy rồi. Anh thay chậu. Đây là có quay. Chậu đấy chậu tàu. Đứng đây ngồi cái này là. Kéo luôn. Đúng là nhìn cây đấy nó nhìn nó những hồng ngọc đúng trước hạn là có người nhìn đúng rồi đấy mới gọi là dáng trực dạng và tay của nó là tay cắt giật giật mà đây cứ chờ cái hoàn hảo quá quá cũng được thế nào người ta mần thế ưng người ta múc ra. Đấy, cái lô này là của lô này của chú rồi chú. Cây này bao tiền đây? Cây bán 1.6 triệu. Đây là thằng cây cây kia. Cây bán 3 triệu. 3 triệu đấy nhỉ? Chợ thấy bên ngược bên xuôi là vui. Cây này thì không biết bao nhiêu. Đấy, cây này. Em lạc
Con đá này là nghệ thuật tí nữa, còn có cái phải ở đây chút nữa thì đi. Cái này được, có thiên nhiên rất chứ. Bác ạ, à, mai em ấy lại ra. Có đi xem được cái gì không? Chờ người ta đây. Chờ người ta. Có cái cây thực.